Hồi nãy anh nói hết cái gì anh? Bốn vị là có tôm và món phô mai tích. À. Đây là năm vị nè. Ok. Bạn đang bán vé làm gì rồi? Đây mình đang ở đường Hồ Thị Kỷ, phố Hoa Hồ Thị Kỷ. Trong này có một khu phố đêm ẩm thực rất là nhiều luôn. Đây là hoa hả? Hoa đẹp quá hả? Phố hoa mà, phố hoa là phải chuyên bán hoa chứ. Trên đường đó là có những cái quán hàng nhỏ ăn. Giờ mình quay hoa chứ đi, bây giờ mình quay qua nằm trên hoa. Wow, quá đẹp rồi, quá tươi không anh hả? Quá đẹp. Hoa tươi không. Quá đẹp luôn. Hai bên thì bán hoa hết. Đây. Hoa cưới chắc họ làm trong này luôn quá. Đúng là phố hoa hả? Đi bộ vô dễ hơn cho nên đây có một cái chỗ gửi xe 5.000. Gửi xe 5.000. Đồng quá hả? Đồng để, đồng để. Trà trái cây. Ăn trứng cút chiên thử ăn. Đây có hủ tiếu mì. Đủ đồ ăn hết. Trứng cút chiên nước mắm hả con? Trứng cút chiên nước mắm hả? Ngồi bên này ăn nè. Quay hả? Có món bún thái mì cay. Bún thái mì cay, bún thái hôm qua mình ăn rồi. Thì mình sẽ ăn món gì ta? Càng vào sâu thì đồ ăn càng nhiều. Quá đông luôn. Nước thảo mộc. Quá đẹp. Hàng ăn quá đông luôn. Đây có bắp xào. Hả? Kem. Kem có khói anh hả? Khói lên dưới kem lên trên nhá. Có phần kem khói là 30 em đây. Để em ăn đồ mặn xong em quay lại.
ăn cái đó hấp dẫn đó. Đấy. Một ngưỡng quá hấp dẫn, quá thơm luôn. Bây giờ em ăn gặp cái quán trứng cút chiên hồi nãy đâu? Đằng kia. Đúng rồi, kia luôn hả? Trứng chín hương vị. Cái này không hay là cái kia? Không. Cái đằng kia luôn không? À. Khóa lấu bò quá hấp dẫn. Trứng cút lộn xào me. Ăn trứng cút lộn xào me hả? Trứng cút lộn xào me ngồi đây hả cô? Hết rồi hả? Rồi con thèm món đó. Hết rồi. Trơn rồi. Quá trời. Quay cái nướng này. Ờ, hấp dẫn hả? Thơm dã man luôn. Tiếp tục đi sâu vào trong. Ở đây có món bánh tráng nướng. Quá đẹp. Quá nhộn nhịp hả? Quá trời nhộn nhịp luôn. Kiếm quán ra ngoài ăn coi. Đi về xong đi, nó hết. Bắt đầu ăn, anh vô ăn, anh nói tiếp theo. Ok. Chờ đào. Đó, ở đằng trước có bàn trống kìa. À. Đâu? À, cái bản này quán chè Campuchia. Thôi, ăn gì ngon no no ta. Đó. Hết rồi. Ăn gì? Rồi em ghé em ăn trứng cút nướng. Cơm ngũ vị. Ok. 12.000 một chén. Cho em quay cái nha. Đẹp quá. Một chén như vậy là 3 cái trứng cút. Ở trong đó có tôm nữa, nóng quá. Hành nè, bắt đầu để thêm gì vô nè. Hành. Đó, đầu để tôm vô, mực. À, để mực vào. Nói thật chứ lần đầu tiên em ăn luôn á. Tôm. Thịt bằm ra hả? À. Ok. Thịt bằm. Hồi nãy anh nói hết cái gì anh? Chuẩn bị là có tôm và mực mai. À. Cái này là năm vị nè. Ok. Đó. Bên này mấy chén làm gì rồi?
Em ăn mấy chén? Hai chén. Là 4 chai chén. Rồi. Dạ. Rất là nhiều vị nhưng mà mình có trễ cho nên hết. Còn cơm mực quá. Đúng vậy. Bây giờ ngồi đây ngắm mọi người đi qua đi lại. Ra má đi chị. Dạ. Hả? Đi vừa thôi, đi vừa. Đi nhỏ vừa vừa thôi. Lớn muốn uống hết. Chết luôn á. Đây chị này bán ra má. Rất là nhộn nhịp khu phố này. Ra đi qua đi lại rất là đông. Quá đông à. And it's all that I have. Đây bây giờ xong. Nhưng mà khoan hả, ấy cái tay vào rất là nóng nha mọi người. Mới nướng xong khổng tay á. Tôm bơ. Hả? Có để cái gì vô? Nước này là nước đặc trưng hả ta? Nước là nước nó có vị gì? Chua chua ngọt ngọt. Ăn thôi mọi người ơi. Để ăn thử coi như thế nào. Rồi bây giờ là 10 giờ nha mọi người. Ở đây bắt đầu họ nghỉ. Đó, trễ lắm là khoảng 10 giờ rưỡi thì khách bắt đầu vắng. Rồi bây giờ thì mình đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp lại.